Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì trước mặt các bạn đây là một quét đầu tư. Với quét đầu tư này thì thường là để dành cho những bạn đã biết chơi lâu rồi và không phải là dành cho những bạn mới chơi. Thì những cái quét như thế này thì các bạn biết chơi lâu sẽ rất là thích luôn. Cộng với những quét như thế này thì thường mình sẽ phải giới thiệu rất là nhanh, bởi vì nó những quét như thế này còn yêu cầu thông tin rất là kiểu cập nhật thông tin rất là nhiều ấy. Nó những quét như này thì chắc chắn là nó sẽ chết, nhưng mà chúng ta phải biết cách chơi, phải biết cách khôn khéo thì chúng ta mới kiếm được tiền ở những quét này. Ok, chúng ta đi xem quét như nào nhé. Thì trước tiên chúng ta có thể đi xem tổng quan quét. Đây là license kiểu company này, như các thứ này, đăng ký địa chỉ này, phone number cái kiểu này. Và cái lãi suất này thì các bạn nhìn thấy đây, 220% cho after một ngày, cực kỳ cao luôn. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây, lãi suất thì cực cao luôn. Và quan trọng thì mấy cái introduction này của nó, thì đây là hệ thống bảo vệ của nó, sử dụng phần mềm bảo vệ để đại khái là phần mềm bảo vệ. Thì hiện tại web mới chạy được 0 ngày thôi. Quan trọng này, 0 ngày visit online, token withdraw này, token đầu tư, tất cả rất nhiều người đã đầu tư vào đây. Vỡ văn hơn, võ văn hơn này, kinh thật. Tất cả một số các bạn đầu tư kiểu như là những nhà đầu tư quen thuộc giống kiểu mình ý, họ đầu tư nhiều và là bán máu nhiều, thì đương nhiên chắc chắn là những web này đã bạn đã nhận được thông tin ngay rồi. Họ đã gửi mail riêng, gửi mail cho khi web mà nó đã lên ý, thì những cái web này nó chỉ cần không ngày thôi họ đã gửi mail cho tất cả mọi người rồi. Thì đây là hàng loạt này đấy, các bạn nhìn thấy. Thì trước tiên mình sẽ xin up cho bạn đăng ký cái đã. Sau vào mình sẽ ấy sau. Đây mình sẽ đăng ký một cách rất bình thường. Ở những cái quét như thế này thì nó đăng ký một cách rất là bình thường luôn. Nó rất là dễ dàng cho cái bạn đăng ký. Không khó khăn gì ở chỗ khoản đăng ký này. Những cái account này các bạn có thể điền sau để sau này rút tiền về, sau BE nó gọi là Bitcoin Access. Cái này thì các bạn có thể điền sau. Thành xem lại cho mình, xong rồi kích vào login. Ok, login. Rất là đơn giản thôi đúng không? Cái khâu đăng ký của nó thì cực kỳ là đơn giản. Đây những cái web như thế này thì gần như là quen thuộc rất nhiều với các bạn rồi, mình giới thiệu cực kỳ nhiều ở những web như thế này. Việc đầu tiên của những web như thế này, đây là tổng quan, thì đầu tiên chúng ta vẫn phải make deposit trước. Đây, các bạn nào mà chưa biết nhiều về cái kiểu web như thế này thì các bạn có thể quay trở lại kênh YouTube của mình sẽ nói để cho các bạn tham khảo những kiểu web như thế này. Và quay lại kênh YouTube của mình nhé. Thì mình đã từng nói những cái web kiểu như thế này rồi, ví dụ như là đầu tư không hề này, lâu lắm rồi nó mới có một web nó mới ra như thế này ấy. Đây, đây đầu tư lãi cao này, đây đầu tư web lãi cao này, đấy mới ra không ngày các kiểu này, lãi cực cao luôn. Thì cái min của cái web này after một ngày là $1 và lãi suất là 200%, nếu hề calculate này cho bạn xem. Thì với $1 thì ngày mai bạn sẽ có khoảng $2.2. Con này nó lãi đến kinh khủng luôn, lãi cao đến kinh khủng luôn. Không phải giống như một số con khác nó chỉ lãi đến 10%. Ví dụ như con này lãi cao thì nó cùng nắm một ngày bạn chỉ lãi khoảng độ 5% thôi. Thêm $10 thì cùng nắm là lãi 50% thôi. À đi nhầm sang web trong cây rồi. Lãi khoảng 50% thôi đây này. Nó không quá nhiều như thằng này nó lãi kinh khủng luôn, mà vấn đề là thằng này nó lại có $1 thì profit này nó 5% thôi chứ không được quá nhiều luôn. Đấy thì thằng này nó lãi cao kinh khủng luôn. Về cá nhân mình thì đương nhiên mình làm kênh YouTube mình sẽ phải vào để cho các bạn xem là tình hình nó như nào. Thì khi vào đầu tư ở web này ấy,
thì các bạn phải là nếu như bạn là người mới chơi thì nhớ là xem lại những clip này này, cộng với xem lại thêm cái này. Thì vào thì ở đây chọn cái plan tùy các bạn, bạn có thể chọn after 2 ngày, 3 ngày, càng mức càng cao thì cái mức độ này 4 ngày. Cái min của nó vẫn chỉ là 1111 mà thôi. Thì đây 502, 600, 800. Những cái quét như thế này thường nó chết vào ngày thứ tư, hoặc là căng lắm thì chết đến ngày thứ bảy. Thì có rất nhiều bạn chơi ở kênh mình rồi thì các bạn ấy có rất nhiều kinh nghiệm, và các bạn ấy comment ở lại những cái quét như này, các bạn ấy comment rất nhiều. Đây ví dụ như là đây. Nên một số bạn không được, một số bạn vào sau rồi. Đây, ví dụ hôm trước mình đầu tư gói 10 euro rút về được 18 đô nhưng 2 ngày không về. Vừa đến 10 giờ mình hủy lệnh, sau đó thì rút lại là 4 lần, mỗi lần 3,5 đến 4 đô thì rút được hết 18 đô gốc. Các bạn xem ý kiến áp dụng một lần rút cao quá nó sẽ không rút. Nó đại khái là nó có rất nhiều những cái kiểu dạng khác nhau để cho bạn kinh nghiệm ở trong những quét này. Nhưng thường những quét này nhá, nó chạy cùng lắm là đến 4 ngày thôi. 4 ngày là kinh khủng. Thường thì những quét này mình khuyên các bạn là nếu mà có vào thì chỉ vào một đợt thôi. Vào một đợt trong một khoảng, bây giờ mình sẽ vào, ví dụ như là bây giờ mình sẽ đầu tư, sau đó thì đến ngày mai mình sẽ ra clip để cập nhật xem cái quét này có rút được hay không. Thì lúc đấy các bạn mới an toàn vào. Bởi vì cái tầm 1 đến 2 ngày là cái thời điểm an toàn, quét nó sẽ không bị chết ở cái tầm đấy. Nhưng mà nó sẽ chết ở tầm 4 ngày. Nhưng mà cái việc cái nó một chạy được 1 đến 2 ngày thì nó sẽ an toàn hơn là so với việc là chạy khoảng 0 ngày. Để mình lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu rằng là đứng ở cái khoảng giữa ấy, thì nó sẽ an toàn hơn, nhưng mà nó sẽ được ít ngày hơn cho các bạn. Chứ còn chơi những cái quét này chỉ chơi một lần thôi, chứ đừng có mà chơi nhiều. Chơi nhiều thì nó sẽ đại khái như nào nhỉ, bạn cứ hình dung là bây giờ bạn cứ chơi gái nhiều thì mà không thuộc vào ngày an toàn ấy, thì thể nào cũng sẽ có rủi ro chắc chắn là có. Bởi vì ngươi bạn cứ bảo là trước và ngày sau ngày an toàn ấy, thì trước và sau ngày đèn đỏ ấy, thì các bạn bác sĩ bảo là 7 ngày là an toàn, nghĩa trước và sau 7 ngày, trước và sau cái ngày đèn đỏ ấy, là an toàn là 7 ngày. Thì không phải là cứ 7 ngày đấy là bạn cứ vật con nhà người ta ra là bạn cảm thấy an toàn đâu. Bạn cứ chơi khít đủ 7 ngày đâu. Không phải như thế đâu. Đấy là theo lý thuyết là như thế thôi. Chứ còn trên thực tế thì không phải là như thế đâu. Kể cả bạn dùng 3 con sói thì cũng vẫn bị dính bình thường. Thì những cái thằng như thế này nó cũng thế. Những quét như thế này cũng thế này. Đây này, thậm chí là mình vào phát. Bây giờ mình vào và ngày mai không thể rút được luôn. Đó là cũng là một chuyện bình thường luôn. Bởi vì hiện tại lãi suất của nó rất là cao. 220... lãi suất 220% cơ, kinh khủng, quá kinh khủng luôn. Thì đây mình sẽ vào cho các bạn xem, ấn vào đây, chọn cái số tiền mà bạn muốn vào nhé. Mình đang chọn là 1 đô, thì after 1 ngày, đây 1 đô, lãi suất đây mình sẽ sử dụng bằng Perfect Money, và mình đã chọn cái hệ thống thanh toán là Perfect Money. Thế tiến thực hiện thanh toán. Cái Perfect Money này thì bảo mật quá tốt rồi, không thể hack được. Ok, xác nhận này. Ok, tiếp tục. Đấy, thế là xong. Thank for deposit này, cảm ơn. Tốc độ deposit rất là nhanh luôn. Và ấn vào deposit victory, các bạn có thể nhìn thấy đây mình sẽ bằng 1 đô. Thì khi các bạn đầu tư bằng cái gì thì bạn rút ra bằng cái đấy, và min rút cũng chỉ là 1 đô. Đây thì các bạn có thể nhìn thấy đây, 4:07 AM, nó tính theo giờ lúc nào mình chả biết, nhưng mà đại khái bạn tính theo 24 giờ. Xin tin này đây, sau khi đó thì các bạn ấn vào withdraw money này để cho mình để đây. Thì bạn lưu ý bạn phải set lại cho mình cái địa chỉ ví này, Perfect Money. Ví dụ như là nếu mình vào bằng Perfect Money rồi thì đương nhiên mình phải copy cho mình cái
xem lại cho mình. Lúc đầu thì các bạn ấy thì không cần phải xem nữa, lúc thứ hai thì bạn phải xem. Đây là bình chọn của mình ở đây, B. Ok, trên. Thế là xong. Thế là bạn xét xong, xong ấn withdraw này. Đấy các bạn nhìn này, đấy. Thì khi các bạn đủ balance ở đây, xong ấn withdraw, chọn cái hệ thống thì ở chỗ phần này nó sẽ hiện lên. Vì bạn hiện tại chưa có đồng nào ra, nó chưa thể hiện lên được. Và khi nó chọn được cái thì ấn vào đây nó sẽ hiện lên. Về cá nhân mình thấy thì các bạn tốt nhất chơi web này là nó mới ra không ngày, nên là anh em cứ an tâm. Ngày mai mình sẽ làm một clip, các bạn nhớ đón xem những clip ở ngày mai để mà làm mình cập nhật thông tin, thì mình sẽ làm clip để mà cho các bạn xem là web có rút được hay không rút được, thì lúc đấy các bạn lên đầu tư thì nó sẽ an toàn hơn. Chứ còn tầm này thì nó cũng chưa bao giờ là an toàn lắm. Nếu các bạn muốn liều ăn nhiều thì mình không nói, nhưng mà tốt nhất về cá nhân mình thấy thì lên như thế, bởi vì mình ở đây mình đã test trước cho các bạn rồi, thì việc nó có được hay không thì chờ ngày mai, dù sao một ngày cũng không phải là một vấn đề. Nếu như các bạn mà muốn ăn, còn nếu mà các bạn hỏi mình là lên đầu tư vào khoản nào thì ngon ấy, thì tùy các bạn thôi. Những web như này nó ra liên tục, bạn có bao nhiêu thì đầu tư bấy nhiêu, cảm thấy nó an toàn thì an toàn thôi. Chứ nếu kể cả bạn vào 1 đô cũng không vấn đề gì, 1 đô sẽ mai có 2.2 đô, kinh quá, lãi suất quá cao luôn. Nếu mà mình chỉ, nếu mà bạn 10 đô mai có 20.2 đô, chả có gì đâu, nhiều lãi hơn mấy thể loại này, nhưng mà cũng chả có gì là mất hơn những thể loại này. Những thể loại này không khác gì chơi xổ số, một gấp đôi như này thì không khác gì chơi xổ số luôn. Nói chung là đỏ thôi chứ đen thì quên đi. Đại khái là như vậy, các bạn lưu ý cho mình. Nhưng mình nhắc lại một lần nữa, đầu tư là mạo hiểm, cái việc các bạn không rút được về là chuyện bình thường, kể cả mình lao vào đây cũng là một chuyện rất là bình thường luôn. Và về cá nhân mình thì đương nhiên mình vẫn phải lao vào những cái này rồi, mình luôn luôn nói với các bạn rồi. Những mình rất thích những cái cô gái mới ra, những cái loại này nó giống như kiểu gái đứng đường ở Trần Duy Hưng ấy, thấy không? Các bạn chỉ chơi nó với tình một đêm thôi, chứ đừng có mà chơi nó lâu dài. Chơi nó lâu dài là chết đấy. Chúng ta hàng hiếp các thứ nó ra liên tục mà, anh em có thể kiếm cái mới chơi bình thường ấy. Đừng có mà chơi nó lâu dài nhá. Ok, cảm ơn bạn. Nhớ subscribe nhé.